Xin chào anh em quay trở lại với kênh Giai Điệu. Vừa rồi trên group có một bài viết đến từ một gương mặt rất thân quen đối với dân đam mê công nghệ. Mình đã nhận ra ngay Long Đỗ VJ của kênh ThinkView. Trên bài viết này thì Long hỏi nhờ tư vấn kiểu tóc. Vâng, ngày hôm nay admin của group làm đẹp sẽ dẫn dân đam mê công nghệ đi lột xác. Chiều theo ý Long, chúng tôi cắt cho Long kiểu tóc dài. Nhưng mà các bạn đừng đánh giá nó giống như kiểu men bun. Nhiều người bảo là kiểu tóc này cắt mà như không cắt. Để mà cắt một cái kiểu tóc mà trông như không cắt nhưng mà nó đẹp hơn ấy, thì nó lại là một nghệ thuật đấy các bạn ạ. Sao, trông phồng không? Long ơi, đây này Long ơi. Vào đây. Hello. Hello. Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ dẫn Long đi cắt tóc. Kiểu tóc mà Long sẽ chọn là kiểu wave cut với nhuộm một tí Hayden. Kèm theo đấy thì mình thấy tóc của Long hơi suôn thẳng, thì mình có ý định là sẽ uốn cho Long trông cho nó có vẻ nam tính đàn ông hơn. Mình nghe nói là Long đã để kiểu men bun Yasuo khá là lâu rồi. Về cơ bản thì mặt Long rất là đẹp trai, thế nên là kiểu gì cũng hợp thôi. Nhưng mà kiểu men bun thì mình nghĩ là hiện tại nó không phải là một kiểu tóc đẹp cho lắm. Thế nên là chọn wave cut hay là chọn những cái kiểu tóc dài tỉa tỉa ấy thì là lựa chọn số 1 đấy. Nhất là với những ai có khuôn mặt mà hơi thuôn dài như thế này. Trong lúc chờ Long gội đầu thì mình tranh thủ chạy ra chỗ anh Quang để bàn về kiểu tóc mà sẽ cắt cho Long ngày hôm nay. Đây, lúc em gửi mẫu tóc cho anh rồi. Số ngắn như thế rồi. Ngắn đâu, với cả em muốn là bạn này bạn ấy buộc lên được ấy. Okay. Thì khi mà bạn buộc lên thì bạn ấy sẽ có cái hidden đằng sau. Và bạn ấy có cái phần tóc mai mà nó cũng có cái gợn xoăn xoăn nhẹ như này. Có nghĩa là nhuộm hidden ở phần gáy cùng thôi. Ừ, đúng không? Wave cut thì đấy, em cũng muốn là mấy cái lọn nó xoăn xù ra một tí. Đơn giản. Đơn giản à? Ok nha. Mình có hỏi Long là tại sao Long lại thích cái kiểu tóc này, thì Long bảo là ý tưởng của Long là muốn nuôi một cái kiểu tóc dài để mà khi đeo khẩu trang vào ấy, người ta lại không nhận ra đây là con gái hay là con trai. Wave cut là một kiểu tóc unisex có thể dành cho cả nam và cả nữ. Về cơ bản thì kiểu wave cut này cũng được coi là kiểu tóc layer, nhưng mà layer tóc dài chứ không phải là layer tóc ngắn. Vì thế nên đặc trưng của kiểu wave cut là sẽ có hiệu ứng tóc xếp lớp nhiều tầng. Và ở mỗi tầng sẽ có những cái lọn tóc nó hơi vẩy, nó hơi xù xù ra, giống với cái bờm của một con sói. Nhiều bạn có hỏi là kiểu wave cut có cần phải đi uốn hay không? Sẽ cần đi uốn đối với những người mà có chất tóc bị thẳng đơ, thẳng đuột ấy. Còn đối với những người mà tóc có hơi gợn sóng thì không cần phải đi uốn tóc. Vì vậy, tùy thuộc vào tình trạng tóc của mỗi người thì các bạn có thể quyết định xem là mình có nên đi uốn hay không. Bắt đầu thấy nhẹ rồi đấy. Nhẹ làm đâu đúng không? Vâng. Mới là mấy lạng tóc rồi. Ui, sướng lắm. Trước em kiểu cứ mỗi lần gội xong mà xong em hất một phát như thế này, kiểu như kiểu có ai đằng sau giật bắt đầu. Kiểu em hay gội, em phải gội chúi đằng trước ấy. Kiểu không thể gội như này được, phải gội chúi đằng trước, xong rồi em lấy tay em hất một phát tóc đằng sau, nó giật đầu đấy. Nặng chịch tóc. Em cần phải đi tỉa nhiều không? À. Bây giờ ông nuôi tóc hàng năm rồi, ông không kìm hãm cả mái tóc của ông, cứ làm im xuống. Cái gì cũng vậy thôi, em bị nhốt vào nhà, trong nhà nhiều quá này, trốn. Vâng. Tức là cái mái tóc của em tự nhiên nó được thỏa ra. Đây này, đây gọi là em tỉa, là tức là em giải thoát rồi. Tự nhiên cảm giác nó được yêu đời, nó bay bổng hơn. Nó đơn thuần thế thôi, mà tại sao lại sinh ra là phải đi tỉa liên tục ở điểm đấy. Con gái người ta vẫn phải đi tỉa liên tục mấy. Khúc này là Long hỏi là kiểu tóc này có cần phải đi tỉa hay không? Thì kiểu tóc gì cũng cần tỉa thì nó mới đẹp được các bạn nhé. Phong ở đây này. À. Và bắt đầu vênh. Em hiểu cái bờm sói. Vâng. Hôm đó có rất là nhiều câu chuyện thú vị mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thế nhưng mà đen cái là mic bị hỏng các bạn ạ. Thế nên là bị mất hết toàn bộ thoại luôn. Rất là đen luôn ấy. Thế nên là bây giờ tôi mới phải ngồi kể lại chuyện cho các bạn nghe đây.
tóc lăng sau khi uốn đây, rất là xoăn đúng không các bạn? Một số người sau khi uốn xong mà tóc còn đang ướt ấy, thì nhìn tóc khá là hoảng, nhưng mà các bạn cứ yên tâm nhá. Cái tóc mà làm xoăn như thế này khi mà sấy khô ấy thì nó tự động nó sẽ duỗi thẳng bớt ra, chứ nó không xoăn giống như khi ướt đâu. Bây giờ hãy thử nghe cảm nghĩ của Long như thế nào các bạn nhé. Anh chưa làm cái nào để... Em là đầu tiên. Thực ra thì anh có chuẩn bị từ rất lâu rồi mà chưa tìm được người phù hợp. Ở đây. Dân công nghệ đi cắt gốc cắt. Từ nào? Đến luôn. Ừ, tự đến. Bác sát đến. Sao? Hôm nay em thấy thế nào? Tuyệt vời luôn anh. Em mà vuốt một bên vào như này này. Trông được không? Đeo khẩu trang vào. Thế giới luôn. Như nào? Cực quá anh em ạ. Khỏe quá, xong rồi. Tiếp đến thì anh Quang sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách buộc tóc đối với kiểu búp cắt. Mình rất là ghét cái kiểu buộc của kiểu men bun nhé. Đây là túm hết toàn bộ tóc ở phía đằng sau, trông nó chán lắm các bạn ạ, đuổi lắm. Thay vì thế thì các bạn hãy cắt ngắn phần mái và chỉ buộc gọn phần phía sau. Lúc này thì chúng ta sẽ có cái phần mái rủ buông lơi trông cực kỳ sexy và điệu điệu. Buộc lơi ra một tí. Ok chưa? Muốn gọn gàng có gọn gàng. Trông nó không bị kiểu... Rồi. Tiếp đến là phần nhuộm hidden. Kiểu nhuộm này thì sẽ phải tẩy, nhưng mà nó có hiệu ứng nửa kín nửa hở, trông thực sự rất là cuốn hút các bạn ạ. Vì cái trò nhuộm này mà làm tôi phải chờ đến tối luôn. Trời ơi, hai cái lần tẩy lâu dã man ấy. Ôi giời. Công đoạn nhuộm màu đây rồi. Quá lâu. Quá lâu. Quá lâu. Em ạ. Cream chef nhỉ? Đúng rồi, cream chef. Rồi, có một tí gần thế. Ok. Ở kìa. Hôm nay mình sẽ sử dụng cặp đôi combo sản phẩm đến từ Dapper Dan. Đầu tiên là Matte Cream. Đây là sản phẩm cực kỳ phù hợp với mái tóc dài bởi vì nó không gây ra hiệu ứng rối, rít. Đồng thời nó giúp cho mái tóc của các bạn có rất nhiều texture. Kiểu buộc trước nha. Và ở khâu tạo kiểu cuối cùng, mình sử dụng bột tạo phồng của Dapper Dan. Các bạn biết là để làm gì rồi đấy. Thứ nhất là để tạo độ phồng, và thứ hai là để cho những cái lọn tóc của Wolf Cut trở nên xuất sắc hơn. Long bây giờ lột sang mấy chữ Long ạ. Long
Long có hài lòng về kiểu tóc lần này không? Sau 2 năm mái tóc siêu dài. Sắp tới mình sẽ thấy Long xuất hiện trên kênh với một kiểu tóc mới. Các bạn cực kỳ khác biệt. Các bạn hãy đón xem nhá, trên kênh Thinh View.